tiếp hành trình nhá các bác nhá. Còn đây là cái hang thứ hai nhóm anh em vào, nó cũng kết nối từ cái hang trên xuống đấy. Còn đây là đặc sản của quê em nhá, được mùa thì mất giá nhá, còn được giá thì không được mùa nhá, không để làm mất thời gian của các cô các bác nữa. Các cô các bác hãy cùng em xuống khám phá hang tiếp theo nhá. Ôi ôi, khe vào này hơi chật hẹp một chút, nhưng mà các khe thì toàn để nước đổ xuống thôi, vào được không? Đây toàn lọ chế chậm. Ông vào kiểu gì đây? Ông vò vào à? Cái điện thoại của chú có cái ánh sáng quá. Ôi giời ơi. Hả? Đấy mình vào rồi làm sao mình chui đít vào đâu rồi. Đây ẩm nha. Này mình chỉ cần khoảng tầm 45 kg, mình vào đây dễ nhất. Chơi kiểu làm à? Ôi giời ơi. Đây mình giọt nước của mình này. Vào đây xem nữa. Vào hơi khó nha. Này đỡ hơn cái hang kia. Nhiều ta bán được các bác ạ. Chỉ đủ một người trưởng thành lọt vào thôi. Thằng này còn là nếu mà tầm 70-80 kg thì chắc vào đây chắc bị kẹt rồi. Chui nó hơi khó. Thằng này may ra 45 kg. Mà các cô các bác thì nếu ai không ấy thì đừng có vào, bởi vì đây nó độ nguy hiểm rất là cao. Thạch nhũ đây. Đây, cầm đây nhé, xuống lên nhé. Ui dồi, thạch kim nhiều nhiều nhất. Ừ. Còn cái này đây. Còn cái này nó độ trưởng thành của nó chắc cũng tầm được tầm 50 năm, mấy chục năm rồi. Được đấy, đẹp đấy. Anh em vào đây thì mục đích quay video nhé, đừng được phá cái gì nhé, không để cho thiên nhiên của nó ôi hình thành nhé. Đợt cái nhúng kia vào, cái nhúng kia đẹp mà. Đấy. Nước nhỏ phải giòn thì giòn. Ôi em đây này, anh ơi đưa nó quay đi. Đấy, đưa chú cầm đi. Đây mọi người nhá. Đây, mình. Từ. Đây, mình quay gần nhé anh em, nếu mà gặp em Na thì tốt nhất đừng đụng vào nhá. Vì em này nó chạy rất nhanh đấy. Em tin của chú ấy. Đó đấy. Con này mà giờ cắn một phát không kịp cái quần đấy nhá. Anh em ấy, đây mình giới thiệu các em bên này. Đẹp chưa? Con này nhiều lông lá lắm. Con này mà cắn thì các cụ bảo nó không kịp cái quần hay không kịp cái áo đâu. Anh em cẩn thận nhá. Đây, trả lại quay này này. Đấy đi. Để chú xem. Ui, Na nó chạy rồi. Em sắn quần đi nhá. Thứ nhất đây, đụng chạm với cái mấy chú kia. Chú vào xem đấy. Đây, ui dồi, đẹp quá. Nếu mà lên được thì lên đi. Rộng không? Tún hẳn. Không. Đấy, thứ nhất là mình vừa đi thì mình vừa xem á. Trong em Na nó chụp vào bay không được đâu. Đây. Ngon thế, ở đây có cứt rơi nữa đây. Đây, vào đây chụp em quay lên đây. Không, ở dưới dùng điện thoại đi, không lên được mà. À, đi xem. Thôi, tò mò thì lên đi. Không, mình không mang lọ, không thì mình để em Na về thử nghiệm một em. Mình có mẹo hay rồi, mình thử em Na kia nó có độc như các cụ nói hay không. Đấy, nó chạy được xong. Không bao vào dưới đấy. Đấy rồi, đấy rồi. Đường cút thôi. Đường này chân này. Đá này đẹp. Nhưng mà được cái tội mình chỉ được ngắm thôi, không được đáy đâu. Đấy, mình chỉ ngắm thôi nhá. Không, không được đập nhá. Phải quay đến thành chân đấy. Biết đến đây không? Ô, chúng ta bỏ để tôi vào đây. Mình muốn đúng.
Nhớ mới đụng chạm vẫn. Ông không chạy. Mày nữa. Ý mới xê vào trong mày để chơi kiểu này khó. Bảo xuống đây chỉ chơi đây đừng có làm gì. Quay mà. Rơi này. Quay biết rồi, bây giờ bên này không biết xuống được hay không. Đâu, kiểm tra xem. Đâu đây pin. Ở đây, những này. Không dự định mấy anh em kiêm cái này để làm cảnh. Hẹn nhau từ đầu vào đây chỉ để mục đích quay video thôi. Thì các mày chú mát đi thôi. Không, mát vào sau nhiều cơ. Em xuống đi. Ở đây. Có đèn tin. Nhớ đi sâu cẩn thận nhé, không đá xuống tới. Đấy, ngọt nhanh á, dùng nghe. Đấy, nhanh đi. Đấy, dân bây giờ. Con sử dụng thế nhanh. Đấy, con đáy, thành lũ dưới con đáy này. Cái này đi. Không đá. Cái này hút cây hả? Con chú đi. Đấy, em chụp được thì chụp trên đầu chú đi các. Bảo caramel nó có xuống à? Thối lắm. Không. Nếu mà xuống được thì xuống quay đi. Nước cái kia. Không, không ai đi cho mày. Tí mình xuống quay ra. Bây giờ mình về đến đích này. Đây kỷ lục đầu tiên của mình đấy. Ui xài. Đây.
này nó chắc dừng lên được tận 2 ngày. À tôi cầm mê máy. Cái đèn pin cái kia không ăn xuống rồi. Trời ơi. Cầm cái điện thoại không thì quay em cái gì? Sơ tí, không phải là sơ tí, cứ sơ tí đây, chỉ sơ tí thôi. Cái gì đây cong theo như cái xem cái cùng của cái đấy nó còn đèn pin đấy, tôi ghi xuống tắt sức cái máy không qua à. Đó, xem cái tượng gà kia luôn. Cưng gà đây anh em ạ. Đây. Anh em đã xuống rồi thì quay lại cho đủ ngõ đủ ngách nhá. Ok gà nha. Đó, được chưa? Đây. Bây giờ mình xuống tận đáy luôn. Ok. Ui. Khoảng cách hai bờ sông đây. Bao giờ mới đến được với nhau? Đó. Cửa quay đây này. Xoa đèn pin ra chỗ khác. Mình xoa đèn pin bên này. Không, để mày quay cho mình. Nói đi. Cái này cửa quấy rồi. Đây anh em nhá. Đây cửa quấy của hang rồi. Bây giờ cụt rồi. Nếu mà anh em bảo mình nói phét thì đây uống nước ở đây rồi. Ngon thế nhờ. Không, mình xuống đây mình thử xem một hớp nước như thế nào đấy. Ôi giời, còn sau chưa hết đâu. Nhưng mà thôi rồi, kia sẽ có cụt rồi. Ôi giời, chả thấy cái gì ngoài cái lọ cháy chậm và cháy nhanh. Ui sao lạnh mát thế. Ôi chỉ rửa tay thôi nhá. Đến đây thì tay bẩn quá, rửa tay thôi. Không, không đụng chạm tới cái gì đâu. Mình xem cái gốc này đen đen. Tưởng vào vối. Anh em mang về làm kỷ niệm nhé. Ở đây được có một gốc cây. Đây. Chả biết là gốc cái gì á. Rồi, chật thế. Đây này, có đấy thì mang đi. Cái này gốc cây đi. Ôi. Ở đây đây đây. Con gì? Ôi, sao con này nhá? Mát trông mà nhỉ? Thái gọi thế. Đấy, em thoại đi. Quên lại đúng không? Quên lại. Quên lại đường nữa này anh em à. Chẳng có tác dụng gì đâu. Bây giờ mình bắt đầu ra nhá anh em nhá. Bây giờ này, quay ra đây này. Thôi anh em vào làm cái gì nhá đi. Đến cái gì nhá. Thôi, đến đi. Đồ, đẹp thế. Cái này gì còn đẹp hơn cái tam chín. Cái này vài năm nữa cái này.
ngon phết. Anh phải hút thuốc đi kia kìa. Cái tạo quá đẹp đi kìa. Đẹp không? Nó giống tạo hóa em đi đấy. Xá thấy cái gì toàn đá với đá. Có thằng đệ đang chui đố lên này. Không phải chui đố ra. Anh em cẩn thận nhé. Đường nên hơi hẹp tí anh em. Người ta bảo vào đây rơi đầy nhưng mà dạng san hô nhu nhỏ nhỏ kiểu san hô cái này nó giống như cuống cổ của dạ dày của con bò ấy, mềm lắm. Anh em thử cái này cũng mềm gì mềm. Đây con ma trông ma nhành lên này. Đấy, chạy lên này. Quên lên đi. Nó còn lên. Có mất khóng này. Tôi lúc đấy không thả. Đây. Ông Calamen chuẩn bị lên đây này. Ôi đẹp thế nhỏ cái menu kia. Cái nó cao quá mình không thấy được. Không đến quay được. Đó, các bác nha, cái này chỉ là khe nước thôi. Cái này khe này nó thông từ cái khe trên ao bọn em vừa xuống xem. Này do máy quay của hội bên em nó còn dùng Samsung G2 để quay nên nó mới mờ quá, không rõ được. Vào dễ. Các bác ơi, đây là video đầu tiên vào đây thì nhiều cô bác các chú vào rồi nhưng mà đây là video đầu tiên của nhóm các em quay nhá. Cái hang này chưa lên video bao giờ. Các em là người đầu tiên quay video đấy. Thôi, thế được rồi, đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục chui thôi. Từ trước tới giờ mình chưa chui bao giờ. Chỉ chui qua bụng mẹ mình thôi. Bây giờ mình lại phải chui qua cái lỗ lá này. Kỷ lục của mình đấy. Ôi ôi. Chui kiểu này đây thành quả đây này anh em, chui ra từ lỗ này giống như mấy chú chuột cống ấy đây.